Rồi, chào tất cả anh em. Xin giao lưu anh em một pho dúi hoàng anh mọc nha anh em. Cây có một cái thớ cây khá là đẹp anh em nha. Cây có một cái thớ cây rất là quái cây. Hoành ngày thân là 86 nha, hoành bự. Pho này nặng 60 khiên nha anh em. Nó rơi vào chắc cỡ tầm là gần 300 kg nha anh em nha. Hả? Hoành bự 201 nè, cao. Rất đẹp nha anh em, một cái tác phẩm dúi hoàng anh mọc. Cao 1m65, hoành bề 201, hoành thân là 86. Nặng là rơi vào chất cỡ tâm là 250 kg nha anh em. Rất đẹp, màu cỡ lên cả. Như một cái con kỳ lân anh em nha. À, đây tay canh ở những đường co này. Cái đây là bờ rừng lật nghiêng nha anh em nha. Đây là những cái chốt, đây chốt canh của nó nha anh em. À, quen chưa, quá đẹp anh em ơi. Chân bề mạnh, rất là hay nha anh em. Bờ nè, bờ rỡ của nó bao rễ tơ rễ cám là bao leo bát ngát nha anh em nha. Bạn diên chạy nè. Rồi, anh em yêu mến thì liên hệ nha anh em nha. Chào anh em.